Forum.vn sẽ vào uy tín hàng đầu Việt Nam với các beta game nhận được 10.000 Robux có cả danh mục random rare siêu xịn, ngại gì mà không vào Forum.vn. Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item, thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update một cái vật phẩm limited mới nha các bạn, là cái kính nha. Thì nhiệm vụ của nó yêu cầu là các bạn phải trang bị một cái vật phẩm mới vào cái xe của mình các bạn. Có nghĩa là các bạn chỉ cần vào cửa hàng xong các bạn mua một cái vật phẩm mới, xong rồi các bạn gắn nó vào cái giỏ hàng của các bạn á, là các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ nha. Thì nó có rất là nhiều cái các bạn, bánh xe nè, rồi đầu nè, cánh nè, tay cầm nè. Rồi nói chung là các bạn muốn thích cái nào thì các bạn mua cái đó thôi. Nói chung là cái nào cũng được các bạn. Nó không có yêu cầu là cố định là cái nào. Mình có kiểm tra lại rồi thì nó chỉ nói là các bạn mua một cái vật phẩm mới thôi. Thì cái này các bạn làm trong 2 ngày liên tiếp nha các bạn. Thì hôm nay các bạn làm một lần, xong rồi qua ngày hôm sau các bạn làm một lần nữa là các bạn sẽ claim được nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.